Xin chào bạn, hôm nay đại lý Villaseda Tốn Đức chúng tôi xin giới thiệu bạn cái lavabo đặt bàn của Villaseda có cái mã hiệu là V29 nha bạn. Cái này là bộ lavabo tương đối mới trong năm 2020. Thì tôi sẽ tiến hành cho chúng ta xem cái sản phẩm này ha. Thì cái lavabo đặt bàn của Villaseda thì tương đối giá thành nó rẻ hơn so với những cái dòng những cái hãng nước ngoài. Đây là chiếc lavabo V39. 29. Thì cái lavabo của Villaseda thì hiện tại thì nó sẽ có cái logo Villaseda trên đây. Rồi đây là cái mã hiệu. Và Villaseda thì các phần thiết bị phần sử bây giờ nó sẽ có cái tem chống hàng giả đây. Chúng ta có thể nhắn tin cho tổng đài của Villaseda hoặc là chúng ta cào cái lớp cào đây để chúng ta kiểm tra ha. Thì cái labo này á, thì nó là labo hình chữ nhật ha. Có vị trí lắp vào trên chậu và có lỗ thoát tràn các bạn. Đây có lỗ thoát tràn. Và lồng của nó thì tương đối là vừa phải, cũng không quá lớn, cũng không quá nhỏ ha. Ta có thể đặt được các đồ dùng ở trên đây. Cái lavabo này thì nó là dạng như là nó bán âm một phần nha bạn. Nghe một phần lavabo nó sẽ bị âm xuống dưới bàn. Thì đây là phía sau của lavabo thì nó không được tráng men, nó chỉ tráng men ở phần trước thôi. Và cái cạnh này là cái cạnh chúng ta sẽ lòi trên bàn, nó tương đối thấp nên sẽ làm cho cái lavabo nó sẽ nhìn đẹp hơn. Thì sản phẩm này á, nó sẽ không đi kèm cho chúng ta vòi cũng như bộ sạc. Nếu chúng ta cần mua, chúng ta mua vòi, cái này là vòi của thấp thôi. Và mua thêm bộ sạc nữa thì mới trọn bộ cho chúng ta. Thì chúng ta, ngoài ra chúng ta cần phải chuẩn bị chúng ta cái bàn đá hoặc là bàn gỗ gì đó để mình đặt lên ha. Chứ cái lavabo này không treo tường được nha. Thì sản phẩm này hiện tại đang được cung cấp ở đại lý Villaseda Tốn Đức chúng tôi. Quý khách cần mua sản phẩm này có thể liên hệ chúng tôi theo số điện thoại dưới cùng clip hoặc link tdm.vn để xem giá bán cũng như là hàng trên website chúng tôi. Cảm ơn, xin hẹn lại.